này vú sữa không có phải vú sữa cái loại vú sữa tím, vú sữa hoàng kim. Nay mua vú sữa nữa rồi, gần Tết rồi. Ở Việt Nam có hai mùa cây nó ra trái, nhất là mùng 5 tháng 5 hai đợt. Và cái dịp Tết. Cây trái hoa quả nó đâu hoài. Nên chia sẻ cho các bạn xem cái cây vú sữa này á, vì sao bí quyết mới trồng mà nó ra trái nhiều vậy nha. Nhưng thực tế mới trồng thì các bạn đừng để cho nó ra trái nhiều. Chỉ để vài trái thôi, mới trồng ý là lên ra chiến á. Tại vì nó mới lên mà các bạn cho trái nhiều nó suy cây, hoặc là nó có thể chết cây, cho nên đừng có để mới trồng, đừng để cho nó ra trái nhiều. Còn này mùa thứ hai rồi, hôm sau thì mình chia sẻ cho các bạn nói mới trồng mua cây vú sữa mới về trồng nó ra trái nhiều, nhưng mà có nên để hay bỏ bớt thì hầu như cây nào cũng vậy, không riêng vú sữa, cái nào mấy bạn mới trồng cây mùa đầu tiên nó ra trái đầu tiên á, được rồi bỏ trái thôi, nếu không nó sẽ suy cây, nó chết cây luôn, hầu như không có để trái đầu tiên đợt đầu. Cây này một năm rồi nè, nó vẫn trái thường xuyên. Nó vẫn trái tốt và nhiều, các bạn biết vì sao không? Hoa, hoa vú sữa. Thì cái vú sữa này trồng gần nhà, trồng để ăn thôi. Nên thì nó trái nhiều vậy nè. Cây cũng tốt nè, các bạn thấy không, lá mình trồng mình đất. Thì trồng bằng phân chuồng, hay trồng phân gà, phân bò gà. Phân chuồng thì đừng trồng tuyệt đối bằng phân chuồng không, trộn thì nó bức nóng, với phân lội phân gà này nóng nha. Tại gà nó ăn cám, thức ăn công nghiệp rồi. Phân bò, phân bò thì nó tốt, tự nhiên hơn. Hầu như bón phân bò đồ thì tốt hơn, trộn cỏ đồ. Còn phân chuồng nè, nóng lắm. Cây có chút trái mình mong trời đất. Hôm nay chủ yếu mình chia sẻ cho các bạn hỏi cây mình trồng ra trái chín thì không có để trái, bỏ hết. Đợt 2, đợt 3 mới để cho có trái nhiều. Thứ hai là trồng bằng phân gì cho nó tốt thì hầu như những cái loại cây về trồng phân chuồng. Còn những cái loại hoa màu đậu hà thì kích lá, kích bông đồ thì người ta trồng bằng con hóa học thì nó sẽ sai trái nha các bạn. Cảm ơn các bạn, chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Cho coi mấy cái cây kia. Này măng cầu nè. Dừa. Ok, bye bye.